Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta xem mẫu Hyundai Santa FE phiên bản Calligraphy nhé, xem nó có gì mới. Thiết kế bên ngoài của Santa FE mang đến sự mạnh mẽ và hiện đại, phản ánh một xu hướng lối sống ngoại thất đang phát triển. Chiến lược phát triển thiết kế độc đáo của Santa FE bắt đầu với khái niệm mở cửa hậu mở rộng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tận hưởng không gian ngoại thất, sau đó tiến xa với khái niệm thiết kế bên ngoài. Bề mặt hình chữ nhật hiệu quả và chiều dài cơ sở tạo ra một sự hiện diện mạnh mẽ trên đường, trong khi những dấu vết thiết kế bên ngoài mạnh mẽ nhưng tinh tế phù hợp cả với môi trường đô thị và tự nhiên. Mặt trước của Santa FE tạo ấn tượng mạnh mẽ với đường nắp cao, chữ H đặc trưng và những đường nét chi tiết chính xác trên các nắp bánh xe. Đèn pha theo hình chữ H và đèn trước hình chữ H thấp hơn lấy cảm hứng từ logo Hyundai mới với hình dạng phẳng, truyền đạt một hình ảnh mạnh mẽ, độc đáo. Chiều dài cơ sở mới tăng cường tính sang trọng, với đường nét trang trí sạch sẽ ở phía bên, mái nhẹ hơn, thể hiện bởi đường nét mát hơn, quả đùi bánh xe lớn, phần đuôi ngắn hơn và bánh xe hợp kim 21 inch tùy chọn. Từ phía sau, mở cửa hậu rộng hơn truyền đạt sự ổn định với chi tiết bề mặt tinh tế và đơn giản. Đèn hậu theo hình chữ H, giống như đèn trước, hòa quyện và bổ sung cho góc nhìn trước để tạo nên một chữ ký ánh sáng sạch sẽ và hấp dẫn từ mọi góc độ. Thiết kế cửa hậu mới, rộng hơn gần 6 inch so với thế hệ trước, tạo ra một cái mở rộng, ổn định. Tại Bắc Mỹ, Santa FE có sẵn trong 11 màu sắc bên ngoài, bao gồm Phantom Black, Serenity Wiper, Shimmering Silver Metallic, Ecotronic Reaper, Ecotronic Remade, Ultimate Red Metallic, Earthy Brass Matte, Hampton Gray, Terracotta Orange và Rockwood Green Pearl. Phiên bản Hyundai Santa FE Calligraphy là một bước tiến đáng chú ý trong thiết kế nội thất và các tính năng tiện ích, tạo ra một trải nghiệm người dùng tinh tế và đẳng cấp. Nội thất của Santa FE Calligraphy được cải tiến với nhiều tính năng tiện ích, như ngăn chứa UVC để tiệt trùng và hệ thống sạc không dây kép, 15W cho điện thoại thông minh, tăng cường trải nghiệm người dùng. Panoramic Curved Display kích thước 12.3 inch là đầu tiên trong phân khúc, bao gồm cả bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí, cải thiện tầm nhìn khi lái xe và tạo nên không khí sang trọng. Sử dụng chiều dài cơ sở tăng, Santa FE Calligraphy cung cấp không gian nội thất rộng rãi hơn, mang lại sự thoải mái cho hành khách. Ghế phía sau có thể gập hoàn toàn, tạo ra một không gian giống như sân hiên ở mở cửa hậu, cho phép người dùng dễ dàng tận hưởng không gian ngoại thất. Vật liệu thân thiện với môi trường được sử dụng trong nội thất, từ trần xe đến tựa lưng ghế và các vật liệu phủ khác, cũng như ở bề mặt ngoại thất. Sơn màu đen bóng trên các bảng trang trí bên ngoài sử dụng nguyên liệu tái chế từ carbon, thể hiện cam kết với bảo vệ môi trường. Santa FE Calligraphy cung cấp dung tích chứa hàng rộng rãi, phù hợp cho cả lối sống thành thị và các cuộc phiêu lưu ngoại ô. Có cửa truy cập lưu trữ trên mái được tối ưu hóa bằng cách tích hợp tay nắm tự che giấu trong cột C bên ngoài, giữ cho bề mặt ngoại thất mượt mà. Ghế Relaxation Comfort ở hàng đầu với chỗ để chân cho phép hành khách thư giãn trong một tư thế thoải mái, giả môi trường không trọng lực. Hệ thống giải trí với âm thanh premium Bose thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 12 loa và tính năng sạc không dây kép cho điện thoại thông minh. Hệ thống cảnh báo người ngồi ở hàng sau và gương chiếu hậu số hiệu kỹ thuật số giúp nâng cao an toàn khi lái xe. Hỗ trợ cập nhật Over the Air giúp cập nhật phần mềm mới nhất không cần đến trung tâm dịch vụ Hyundai. Digital Key 2 cho phép truy cập, khởi động và điều khiển từ xa qua smartphone sử dụng NFC, BLE và UWB protocol. Sử dụng công nghệ UVC để tiệt trùng ngăn đựng đồ cá nhân.
đặc điểm an toàn và hỗ trợ lái xe. Hyundai Santa Fe Calligraphy mang đến một loạt các tính năng hỗ trợ lái xe và an toàn giúp giảm mệt mỏi và tăng cường sự tự tin khi lái xe trong các hành trình hàng ngày hoặc cuộc phiêu lưu cuối tuần. Tính năng như Forward Collision Avoidance Assist cung cấp cảnh báo và phanh khẩn cấp nếu phương tiện phía trước giảm tốc đột ngột hoặc nếu phát hiện nguy cơ va chạm phía trước. Lane Following Assist giúp xe duy trì vị trí ở giữa làn đường thông qua camera trên kính cửa xe. Hệ thống Driver Attention Warning, DAW, phân tích cử chỉ lái xe và có thể cảnh báo tài xế về sự mất tập trung khi lái xe. Forward Attention Warning, FAW, lần đầu tiên xuất hiện của Hyundai tại Bắc Mỹ, sử dụng camera hồng ngoại để theo dõi ánh nhìn của tài xế và giám sát mức độ tập trung để đảm bảo lái xe an toàn. Navigation Based Smart Cruise Control sử dụng thông tin định vị để giữ vận tốc an toàn khi qua các khúc cua trên đường cao tốc. Highway Driving Assist giúp duy trì vận tốc và khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước, hỗ trợ chuyển làn và giữ xe ở giữa làn đường khi lái xe trên đường cao tốc. Intelligent Speed Limit Assist, Rear View Monitor, Rear Cross Traffic Collision Avoidance Assist, Front and Rear Parking Distance Warning, Surround View Monitor, Remote Smart Parking Assist và Safe Exit Assist là những tính năng an toàn khác có sẵn trên Santa Fe Calligraphy. Hệ thống Safe Exit Assist giúp cảnh báo khi có nguy cơ va chạm từ phía sau khi hành khách cố gắng mở cửa xe để thoát khỏi xe. Hyundai Santa Fe Calligraphy có sẵn với hai tùy chọn động cơ mạnh mẽ và hiệu quả nhiên liệu. Động cơ tiêu chuẩn là loại 2.5 lít, có công suất 277 mã lực và mô men xoắn 311 cân Anh, FT. Đối với người mua có tâm huyết với môi trường, có sẵn động cơ hybrid 1.6 lít, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, có công suất kết hợp động cơ và động cơ điện 232 mã lực và mô men xoắn 271 cân Anh, FT.